7 tuổi này xông nhà mùng 1 Tết, gia chủ gặp may, cả năm giàu sang phát tài. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị và các bạn hạnh phúc an khang, vạn sự như ý, gia đạo bình an, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, sau thời điểm giao thừa, xông đất đầu năm là tục lệ không thể thiếu, trở thành một nét văn hóa đẹp. Với mong ước một năm may mắn, thịnh vượng và phúc lộc thọ toàn, thể hiện tinh thần luôn hướng tới những điều may mắn, tốt lành và cầu mong cho các thành viên trong gia đình những điều tốt đẹp nhất. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Vậy nên sau đây là 7 tuổi phù hợp xông nhà đầu năm Giáp Thìn 2024, khiến gia chủ gặp may, phát tài phát lộc, giàu sang phú quý. Quý vị hãy cùng Sống Để Hạnh Phúc tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Thứ nhất, tuổi Tỵ. Năm Giáp Thìn 2024, để tuổi Tỵ không gặp xung đột với lưu niên thái tuế và ngũ hành được cân bằng. Vì vậy, năm 2024 có thể được coi là một năm ổn định. Với họ, hầu như là không có biến động gì, khiến cho họ phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, tử vi học có nói, năm Giáp Thìn tuổi Tỵ là một trong số ít những con giáp có tới 4 cát tinh soi rọi, bao gồm sao Thái Dương, Thiên Hỷ, Văn Dương, Thiên Chủ, nên cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác. Thái Dương được xem là cát tinh với cả nam lẫn nữ mạng. Sao mang tới điểm lạnh nhất trong hệ thống Thái Dương, có nghĩa là mặt trời mang hành hỏa, được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ mang tới nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc, sức khỏe dồi dào, nhất là với nam mệnh sẽ gặp điểm may phát đạt, sự nghiệp sáng lạn. Tháng 8 và tháng 11 âm là những thời điểm tốt lành nhất về mặt tài chính cho tuổi Tỵ, nên biết tận dụng. Trong khi đó, Thiên Hỷ chủ về các mối quan hệ được sao Thiên Hỷ chiếu rọi, cũng có nghĩa là tuổi Tỵ sẽ được phù hộ về mặt tình cảm. Những người độc thân nên chú ý để tìm ý chung nhân, tính chuyện trăm năm, nhất là vào tháng 8 âm. Có văn xương giúp sức, những người tuổi Tỵ đang đi học sẽ dễ đạt được thành tích cao. Cuối cùng, sao Thiên Chủ giúp tuổi Tỵ dù làm gì cũng sẽ có được cuộc sống đầy đủ, no ấm. Tuổi Tỵ sẽ có sự phát triển và chuyển biến tích cực trong năm Giáp Thìn 2024. Những phẩm chất tự nhiên của Tỵ sẽ được bổ sung bởi yếu tố mộc trong năm Giáp Thìn 2024. Năm nay mang tới rất nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp cho người tuổi Tỵ. Để tuổi Tỵ phải thực hiện bản tính linh hoạt và nên đón nhận những thay đổi mới để trở nên thành công và thịnh vượng trong năm mới. Vậy nên, trong năm 2024, gia chủ tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can là Bính Mậu, Nhâm Quý nên chọn tuổi Tỵ làm tuổi xông nhà để cả năm được cát lành, may mắn sung sướng, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Thứ hai, tuổi Tý. Tuổi Tý là tuổi may mắn trong năm Giáp Thìn 2024, được cục diện tam hợp với Thái Tuế. Vậy nên đây cũng là một trong những con giáp may mắn gia chủ nên chọn làm tuổi xông nhà. Nhiều mối quan hệ tam hợp, người tuổi Tý có thể phát triển mạnh mẽ trong các năm rồng và năm sắc thì 2024 cũng không phải là ngoại lệ. Đây còn là năm cuối của hạn tam tai, xui xẻo đã giảm bớt. Con giáp này sẽ cảm thấy phấn khởi và có động lực mạnh mẽ trong năm 2024. Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tý có rất nhiều điều để mong đợi vào năm Giáp Thìn 2024. Con chuột là con đầu tiên trong 12 con giáp, đại diện cho trí tuệ, sự sáng tạo và tháo vát. Nếu như năm Quý Mão 2023 bước vào năm thứ hai của hạn tam tai, người tuổi Tý gặp không ít khó khăn và thách thức, thì sang năm 2024, tuổi Tý được cho là sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Bước vào năm cuối cùng, cũng chính là năm nhẹ nhất của hạn tam tai, lại được thế cục tam hợp nâng đỡ, nên 2024 là một năm rất thuận lợi đối với người tuổi Tý, giúp họ đạt được mục tiêu, ước mơ của mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đặc biệt về sự hỗ trợ của các sao tốt như kim quỹ, lục tốn, thiên tướng, tuổi Tý được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống nói chung. Dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay kinh doanh đầu tư, thì họ cũng sẽ dễ gặp may mắn và thăng tiến trong suốt năm 2024. Chính vì thế, người tuổi Tý nên tự tin với khả năng của mình, nắm bắt thời cơ đến với mình để gia tăng khả năng gặt hái thành công. Như đã nói ở trên, được sao kim quỹ chiếu rọi trong suốt năm Giáp Thìn 2024 nên người tuổi Tý có vô số các cơ hội. Nếu biết nắm bắt thì nhìn đâu cũng thấy tiện. Đặc biệt, giai đoạn may mắn của họ sẽ bắt đầu ngay từ tháng 1 khi họ có cơ hội được thăng tiến, cất nhắc. Tháng 2, tháng 3 có thể sẽ là lúc họ thấy được những thành quả bước đầu cho những nỗ lực của mình. Tuổi Canh Tý 1960 được sao kim quỹ hỗ trợ. Những người tuổi Canh Tý sẽ có nhiều cơ hội tốt với sự lạc quan vốn thường có của những người tuổi Canh Tý. Họ sẽ dần biến những khó khăn thành cơ hội cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Năm Giáp Thìn 2024, nếu muốn đạt tới đỉnh cao của thành công, những người tuổi Nhâm Tý cần phải dũng cảm đối mặt với một số khó khăn còn tồn tại từ năm cũ. Tuy nhiên, được sao kim quỹ hỗ trợ, con người của họ sẽ tương đối dễ chịu, đặc biệt là vào nửa sau của năm 2024. Người tuổi Nhâm Tý sẽ gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Lời khuyên dành cho họ là cần kiên nhẫn, không nóng vội. Bên cạnh đó, năm 2024 sẽ là một năm tích cực đối với những người tuổi Giáp Tý khi sự nghiệp của họ nở rộ và cuộc sống có nhiều cải thiện. Những cơ hội tốt trong công việc sẽ liên tục xuất hiện, đặc biệt là vào nửa sau của năm. Vì thế nên chú ý tận dụng, các tháng thuận lợi nhất của họ phải kể tới tháng 2, tháng 4, tháng 8 và tháng 11. Ngoài ra, đầu năm 2024, tuổi Bính Tý sẽ phải làm việc khá vất vả, nhưng thành quả thì rất xứng đáng. Những ý tưởng của họ sẽ dần biến thành tiền bạc, sớm nhất có thể là vào đầu tháng 3. Cũng trong năm Giáp Thìn này, tuổi Bính Tý sẽ xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc, thậm chí có thể giúp họ sửa sang hoặc tậu được nhà mới. Vậy nên, đây cũng là tuổi mà gia chủ nên ưu tiên chọn xông nhà đầu năm cho mình để có một năm may mắn, sung túc, giàu sang, phú quý. Đặc biệt, những người có thiên căn quý như là Quý Sầu, Quý Dậu, Quý Tỵ hoặc những người có thiên căn là Ất, thiên căn là Kỷ cũng có thể chọn người tuổi Tý tới xông nhà. Thứ ba, tuổi Dần. Những người tuổi Dần năm 2024 là tuổi không bị phạm thái tuế nên gia chủ có thể chọn xông nhà được. Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024 sẽ đem đến nhiều cơ hội thăng tiến cho tuổi Dần trong sự nghiệp, đạt được mục tiêu và tăng thu nhập. Đây là một vì sao chiếu mệnh cho những bậc vương giả. Mã là ngựa, tượng trưng cho sự chạy đi, thay đổi nhanh, chuyển dịch từ cái cũ sang cái mới. Có sao dịch mã chiếu rọi, người tuổi Dần năm nay như hổ mọc thêm cánh, sẽ được tiếp cận với những cơ hội hiếm có trong sự nghiệp, phát huy được những thế mạnh của bản thân họ. Còn sao dịch mã lại có tín hiệu thăng tiến về tài lộc. Vì thế, người tuổi Dần đều biết chú trọng, tận dụng những nguồn lực có sẵn, nỗ lực hết mình thì có thể nói là tiền tiêu không hết. Tất nhiên, để đạt được thành công, người tuổi Dần cũng cần phải đối mặt với một số thách thức trong sự nghiệp vào năm Thìn 2024, nhất là 3 tháng đầu tiên. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất vì bạn có thể gặp phải sự thay đổi đột ngột trong môi trường làm việc, đòi hỏi sự can đảm và lạc quan của bạn. Tử vi học có nói, những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ tận hưởng nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, yên bình và vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Thậm chí, họ sẽ có cơ hội thăng tiến cao trong công việc,
nếu vẫn đang đi làm hoặc kiếm được lợi nhuận tốt từ công việc kinh doanh. Nói chung năm Giáp Thìn 2024 sẽ là một năm đáng mong chờ. Đối với họ, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1974 nên tập trung vào công việc vào đầu năm 2024 nhiều hơn. Đây là thời điểm họ có nhiều cơ hội tốt trong chuyện làm ăn, lòng dũng cảm và ý chí sắt đá và sự thông tuệ sẽ giúp họ đạt được các mục tiêu về tài chính. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1974 nên tập trung vào công việc vào đầu năm 2024 nhiều hơn. Đây là thời điểm họ có nhiều cơ hội tốt trong chuyện làm ăn, lòng dũng cảm và ý chí sắt đá và sự thông tuệ sẽ giúp họ đạt được các mục tiêu về tài chính. Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024 sẽ là một năm có nhiều thành tựu của những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Họ sẽ tập trung hơn nhiều vào việc phát triển cá nhân. Ngay từ những tháng đầu năm, họ đã tự tin hoàn thành mọi dự án nghề nghiệp của mình, hoặc dù họ sẽ phải đối mặt với một số quyết định tế nhị trong sự nghiệp. Người tuổi Bính Dần cũng không nên vội vàng và nên cân nhắc thật kỹ lưỡng tất cả các lựa chọn có sẵn cho mình. Có như vậy thì họ mới có thể đạt được những thành tựu vững chắc. Những người tuổi Mậu Dần 1998 sẽ đạt được nhiều thành tựu và sự hài lòng nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm vượt trội của họ trong mọi thời điểm. Mặc dù bị bất ngờ trước một số sự kiện nhất định, tuổi Mậu Dần vẫn sẽ cố gắng vượt qua chúng và tìm ra giải pháp ngay cả khi họ ít ngờ tới nhất. Sẽ có những thăng trầm trong đời sống tình cảm của họ, nhưng họ không nên lo lắng vì những vấn đề này cuối cùng cũng sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, công việc tuổi Dần có thực thần nâng đỡ nên sẽ rất suôn sẻ. Hôm nay, những người làm công chức được nghỉ ngơi khá nhiều, không vướng bận. Tuy nhiên, người làm tự do thì lại khá bận rộn nhưng được đền đáp xứng đáng. Có lộc làm ăn cứ thế mà cố gắng. Tài lộc khởi sắc, Dần có lộc ăn uống và mua bán. Người làm kinh doanh được khách yêu mến, ủng hộ khá nhiều. Buôn may bán đắt, mua được hàng giá tốt, vận trình tình cảm đi lên nhờ thủy sinh mộc. Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi, vui vẻ bên tổ ấm nhỏ của mình. Ai đang yêu sẽ có một ngày bình yên và ngọt ngào. Vậy tuổi Dần sông nhà thì hợp với tuổi nào? Đó là các tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Giáp và Tân. Nên chọn tuổi Dần làm tuổi sông nhà đầu năm cho mình. Thứ tư, tuổi Thân. Trong năm 2024, những người tuổi Thân vận khí rất tốt, vừa được cục diện tam hợp thái tuế, lại được rất nhiều sao tốt chiếu mệnh. Vậy nên đây cũng sẽ là một trong những tuổi cực kỳ may mắn khi được chọn làm tuổi sông nhà, với mối quan hệ tam hợp, đồng thời lại vẫn chịu tam tai của năm thứ ba. Giáp Thìn 2024 được nhận định là sẽ có một năm nhiều thuận lợi, nhưng cũng có một số thử thách rất lớn mà bản mệnh này cần lưu ý. Những chú khỉ có thể ghi nhớ năm 2024 thật lâu trong suốt cuộc đời mình, vì đó là năm mà bản mệnh có nhiều thay đổi về mọi mặt. Bạn sẽ đưa ra những quyết định quan trọng, không chỉ ở mức độ tình cảm mà còn cả về sự nghiệp cá nhân. Cả cơ hội lẫn thách thức đều sẽ đến, khỉ sẽ cần phải bước đi thật cẩn thận. Bạn nên tập trung vào các điểm mạnh của mình và phát huy chúng. Những tài năng bẩm sinh được tận dụng sẽ tạo nên lợi thế cho bản thân con giáp này. Cát tinh chính quan đại diện cho quyền lực và sự công nhận từ người khác. Ngôi sao này chỉ ra rằng những người nào sinh vào năm Thân sẽ có danh tiếng và tầm ảnh hưởng tốt trong ngành hoặc lĩnh vực của bạn. Đó cũng là gợi ý rằng bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ và đánh giá xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Tài lộc của người tuổi Thân năm 2024 sẽ rất dồi dào. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền từ công việc đầu tư hoặc kinh doanh. Tuy nhiên, người tuổi Thân cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết. Nữ sinh năm 1968 được sao Mộc Đức chiếu mệnh, được coi là một trong những vì sao đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho quý cô. Tháng 10 và tháng 12 được xem là thời điểm đặc biệt tốt
để triển khai các kế hoạch cá nhân. Thành công có thể đến một cách bất ngờ và không mong đợi. Tuy nhiên, quý cô cần lưu ý về sức khỏe của mình vào tháng 2 và tháng 5 để tránh các bệnh tật. Ngoài ra, sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Vì vậy, người tuổi Thân cần chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân. Hãy ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ điều độ và thường xuyên tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Nói chung, người tuổi Thân có khả năng ứng xử nhanh trí rất tốt, luôn đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Ngoài ra, tuổi Thân rất hợp với tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có canh Ất Kỷ cũng hợp để chọn tuổi Thân là tuổi xông nhà đầu năm 2024. Thứ năm, tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ năm 2024 cũng không phản gì cả. Vậy nên đây cũng là một con giáp cực kỳ may mắn cũng như thích hợp để chọn làm xông nhà cho gia chủ. Tử vi năm 2024 của tuổi Ngọ cho biết, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống trong năm nay. Vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc, tài chính dồi dào, có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn từ công việc hoặc đầu tư. Vận trình công danh cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp quý mến. Bước sang năm 2024, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, giao phó những trọng trách lớn, đồng nghiệp quý mến, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Con giáp này có thể đạt được những thành tích cao trong công việc, được khen thưởng vinh danh. Đây là thời điểm thuận lợi để bản mệnh phát triển sự nghiệp, gặt hái được những thành công rực rỡ. Năm nay, vận trình tình duyên của người tuổi Ngọ khá là tốt đẹp. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác giới. Nếu có thiên ý, có thể tiến tới mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Người đã có gia đình, tình cảm vợ chồng hòa thuận, yêu thương thấu hiểu lẫn nhau. Gia đình hạnh phúc, yên ấm. Thu nhập từ công việc chính tăng cao, có thể được tăng lương, thưởng nóng hoặc là có thêm nguồn thu nhập từ các công việc làm thêm, đầu tư. Để tuổi Ngọ có thể thu được những khoản lợi nhuận từ việc kinh doanh, đầu tư. Đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Nhìn chung, bạn sẽ có một năm thuận lợi để gặt hái thành quả cho những nỗ lực của mình và đạt được sự tiến bộ trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Trọng tâm của những người thuộc cung Ngọ vào năm 2024 sẽ là những vấn đề liên quan tới ngôi nhà của bản mệnh. Bạn có khả năng thay đổi nơi ở hoặc mua nhà thành công. Mặc dù thành tích này cũng có thể làm nảy sinh những áp lực tài chính, nhưng điều đó cũng khuyến khích bạn nghiêm túc hơn với việc quản lý chi tiêu và tài chính của mình. Cơ hội sẽ xuất hiện vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, chủ yếu liên quan tới tài sản, bất động sản, phương tiện đi lại hoặc đất đai, nhà cửa. Với khả năng xử lý khéo léo, người tuổi Ngọ có thể kiếm được tiền hoặc xử lý những vấn đề này theo cách tránh được tối đa những tổn thất tài chính. Nhìn chung, năm 2024 là một năm khá thuận lợi đối với người tuổi Ngọ. Bản mệnh có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, gặt hái được những thành công rực rỡ. Tuy nhiên cũng cần chú ý tới sức khỏe, tránh gặp phải những rủi ro không đáng có. Vậy nên gia chủ tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên căn, Đinh, Kỷ, Tân rất hợp với người tuổi Ngọ. Nếu như chọn tuổi Ngọ xông nhà thì cả năm may mắn, suôn sẻ, công việc đi lên. Thứ 6, tuổi Hợi. Con giáp tuổi Hợi là con giáp cuối cùng trong 12 con giáp. Nó là biểu tượng cho sự kiên nhẫn. Người tuổi Hợi rất biết thông cảm và đáng tin cậy. Đây là tuổi của người hiền lành, thích trốn quen thuộc, thích hợp xông nhà đầu năm 2024 vì đây là tuổi được coi là có những sự hưởng thụ, hưởng lạc, an nhàn. Xem tử vi tuổi Hợi năm 2024 cho thấy đây là một năm mà con giáp này nhận được may mắn ít hơn so với những năm trước đó trong sự nghiệp và tài chính. Thế nhưng tình hình chung cũng không quá ảm đạm. Bản mệnh chỉ cần chịu khó làm ăn, lao động chăm chỉ, tập trung thể hiện thế mạnh của mình thì vẫn đạt được những thành tựu xứng đáng. Vì vẫn có cát tinh hỗ trợ vận khí, vẫn có lúc thăng hoa. Ở năm Giáp Thìn này xuất hiện sau
tốt chủ về nhân duyên chiếu mệnh, nên người tuổi Hợi sẽ có mối quan hệ tình cảm nảy nở tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình. Người thành gia lập thất gặp tin mừng về con cái, gia đạo hài hòa, yên ấm năm 2024. Người tuổi Hợi có sức khỏe ổn định, không có biến cố gì lớn, vẫn mắc các bệnh tật vặt, nhưng bệnh nguy hiểm thì không đáng lo. Con giáp này nên chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi được. Có bệnh cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ để bệnh tật dần thuyên giảm. Sức khỏe của người tuổi Hợi năm 2024 không gặp vấn đề quá nghiêm trọng nào. Dẫu đau ốm cũng chỉ qua loa, gặp được thầy được thuốc nên nhanh khỏi. Lưu ý, không tinh phong thần, tác động đôi khi khiến cho bệnh chủ hoang mang về tinh thần, khó làm chủ cảm xúc, dễ nổi giận, khiến tỷ âm hư, hỏa vượng, ăn uống kém ngon, tiêu hóa khó. Cần chú trọng nghỉ ngơi, bớt suy nghĩ tiêu cực, đi du lịch cùng bạn bè, người thân để giải tỏa bớt căng thẳng. Đặc biệt trong năm 2024, tháng 12 âm lịch, tiền bạc của người tuổi Hợi sẽ có dấu hiệu gia tăng, có thêm nguồn thu phụ hoặc những khoản thưởng nóng, đào hoa vượng. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý. Phàm làm việc gì, bất kể lớn nhỏ, hành sự thận trọng, chăm chỉ và có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bản mệnh gặt hái được kết quả như mong đợi. Nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. Vậy nên tuổi Hợi rất hợp với người tuổi Dần, Mão, Mùi, cũng như gia chủ có thiên can Nhâm, Bính, Đinh. Nên chọn những người tuổi Hợi làm tuổi sông nhà để có một năm nhàn hạ, sung sướng, vô âu, vô lo. Cuối cùng là người tuổi Dậu. 2023 được coi là một bước lùi của tuổi Dậu, thì sang năm 2024, đường số sẽ có được sự nhảy vọt gấp nhiều lần. Vận trình hành thông được nhiều cát tinh chiếu mệnh. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Có thể nói, công sức bỏ ra bao nhiêu được đền đáp xứng đáng, gặt hái thành quả tương xứng tới đó. Vậy nên tuổi Dậu năm 2024 rất thích hợp để gia chủ chọn sông nhà. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều bước tiến rõ rệt trong năm nay. Một phần là nhờ vào nhiều cát tinh phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ, nỗ lực, không quản ngại khó khăn. Cục diện nhị hợp cho thấy bạn luôn duy trì được đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Năm nay đều có ý định thực hiện những dự định lớn lao thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành ngay. Dù là người vừa bước chân vào môi trường mới hay là người đã có nhiều năm kinh nghiệm, bản mệnh cũng gây được ấn tượng với cấp trên và được dành cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Chính quan sở chiếu là dấu hiệu chứng tỏ bạn hoàn toàn xứng đáng và đủ năng lực để đứng ở một vị trí cao hơn, giúp phát huy tài năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Cát tinh tử vi đem lại tác động tích cực, giúp các mối quan hệ xã giao của bạn được mở rộng. Con giáp này có thể quen biết được quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy những kinh nghiệm quý giá giúp bạn khắc phục khó khăn, mà còn có thể đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, giúp bạn tìm ra hướng đi mới, phát triển bản thân. Xem tử vi tuổi Dậu năm 2024 về phương diện tài lộc, thấy rõ dấu hiệu vượng phát tăng tiến, hứa hẹn tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với năm ngoái. Nhiều cơ hội ập tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nắm bắt, chắc chắn công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tổng kết xem tử vi năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Dậu có một năm đầy tài lộc và sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Họ như cá gặp nước để thỏa sức thể hiện những tài năng của bản thân và đón nhận những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Ngoài ra, tuổi Dậu sẽ hợp với tuổi Thìn, Tỵ, Sửu cũng như những người có thiên căn Tân, Bính, Đinh.
nên chọn những người tuổi Dậu đến sông nhà.